Nói hết video này. Dạ con xin phép chào cô nhé. Dạ xin phép chào anh chị nha. Rồi hôm nay anh chị cùng với này, đây bên này là mẹ mình ha. Rồi đến đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương là giúp tìm ai đây? Đừng tìm là chứ nhờ đi tìm Dương nhờ tìm con gái Dạ anh xin phép anh có thể anh cho cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội biết anh họ tên đầy đủ là gì? tôi tên là Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Tấn năm Phong. 48 tuổi, Dạ anh nguyên quán ở đâu? ở ấp Thanh Tăng, xã Mộc Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Dạ rồi hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để tìm con. Dạ đúng, cho nên nhờ anh em tìm giúp con giùm tôi. Dạ anh có thể nói rõ hơn là con gái anh họ tên đầy đủ là gì? Gái họ tên là Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Anh Thư. Nguyễn Thị Anh Thư, Sinh ngày mấy, tháng mấy, năm mấy anh? ngày hai ngày sinh tháng 2 năm 2000, Ngày 2 tháng ngày 7. 2 tháng 7 năm 2007. Ngày 2 tháng 7 2007. Con anh nhà vị trí là còn khoảng 1 tháng nữa mới đủ 16 tuổi. Dạ hiện nay thì chưa được 16 tuổi. Dạ con anh hiện nay còn học không anh? Giờ nó nghỉ học năm lớp 7. Nghỉ học lớp 7. Dạ nghỉ học sớm à. Dạ xin phép anh được mấy người con rồi? Mình ba ba đứa con, Dạ ba người bé con. anh Thư này là thứ mấy anh? Dạ thứ hai trong gia đình. Dạ Lớn nhất. dạ gọi là bé lớn nhất ha. Dạ con anh hiện nay thì trước thời điểm mà mất tích là con anh đi đâu và làm gì? Thì về trước ta đẹp mới chưa mất tích là con đi học nghề tóc cũng gần nhà. Thì trước kia là xin mẹ nhà tôi đi làm không có nhà, xin bà nội thì qua chú Trúc Bình Dương chơi đâu được mấy ngày, về cái qua mấy ngày sau xin đi sinh nhật, là từ ngày ngày đó tới giờ không còn liên lạc gì nữa. Từ ngày mấy anh nói rõ hơn đấy, nó ngày mấy bắt đi đầu xin đi, nó đi từ bữa 16 tháng đó, mấy? ngày tây, ngày ba, ngày ba tháng ngày ba tháng nếu ngày tây gặp ngày 3 tháng 6. 3 tháng 6. Dạ hôm nay là khoảng trên dưới 10 ngày rồi. Dạ đúng rồi. Dạ con anh trước khi đi là mang mang những cái gì đi anh? Cái đây là nó mặc cái áo khoác màu nâu, đỏ nâu, màu đỏ đô, quần thì màu đen, đen. ba lô màu xanh. Trong ba lô có những gì anh biết không? Không, không biết. Tại vì nói với anh nghe thì mình cũng đi làm thôi mà, chúng ta gian rảnh tại con đi chơi thì nó xin đi, nó xin đi tôi cũng không có nhà, xin bà nội nó đi tôi cũng không có nhà, đi làm tôi không có nhà, tôi cứ đi làm. Vậy là hôm đó là con anh đi là có ai biết không anh? Đi có đứa xin bà nội nó đi. Dạ lúc ấy đi mấy giờ anh biết không? Mấy giờ? Dạ con xin phép bà nhé. Ừ. Dạ bà có thể bà giới thiệu là bà họ tên là gì? Tao bị thảo Dạ bà là bà nội ha. ba nấu Dạ bà có thể bà nói rõ hơn, bà biết rõ cái câu chuyện là anh Thư là cháu của mình là đi lúc mấy giờ, khoảng mấy giờ và đi bằng phương tiện gì mà ai chở đi không? nó chờ nó bạn nó tới đó chở nó Bạn đi, trai bạn gái ạ? bạn gái Bạn gái chở mấy bạn ạ? một bạn Một bạn. Đi xe gì bà không biết không? không biết, bị nó xin rồi nó ra cửa ngõ là khúc này là nhỏ nhỏ bạn nhỏ nó tên Thảo Nào trở đi. rồi chở đi Đi lúc khoảng mấy giờ? khoảng 1 giờ mấy, 1 giờ mấy chiều. một giờ mấy 2 giờ gì đó phải Dạ có đó. anh Thư có xin là bà là đi khi nào về Có, dạ không? có, nó Có xin nó bà nội ơi, chiều nay cho con đi sinh nhật, rồi tôi nó hỏi nó con đi chừng nào về, nó là chiều con về, cái nó nói hả chiều con về, chiều sáng con về, có cái quà bữa sau á, nói. Chiều không kịp sáng về luôn. quà bữa sau cái bị điện nó không được, nó chứ nó cúp nguồn mà nhắn tin không Dạ đó. rồi con xin phép bà thế này nhé, vậy là có thể là bà sẽ sống với anh Thư nhiều rồi đúng không, sống là mình thường xuyên bên bên người cháu của mình phải không ạ? Dạ cái tính tình của bé làm sao bà? Thì nó cũng dễ thương lắm, nó cũng hiền lắm, không có gì hết nè. Vì đang cho nó học nghề uống tóc mà. Dạ đang học nghề uốn tóc. Ở với gì là gì cho nó học nghề uốn tóc, đang học uốn tóc. Dạ anh Thư có chia sẻ với bà là có bồ bịch yêu đương gì không? Không, không nghe cái vụ đó. Không nghe. Cũng có thể mà là không nghe, và cũng có thể là một số các thiếu nữ giống này bây giờ là thường có chuyện gì yêu đương bên ngoài là không bao giờ chia sẻ với gia đình, gia đình nhiều khi cũng không biết được thông tin. Vậy là cháu gái của bà ấy là đi là từ trước đến giờ là có thường xuyên đi qua đêm hoặc xin qua đêm không, Không, có không bao có giờ đi. đi qua đêm mới về không, Đi thì có về, không có đi. Có bữa sinh nhật là đi, là đi luôn. không? Nhưng mà hôm bữa bạn bé đã ngỏ ý là nếu tối về khuya quá Là là tháng sáng mai khác bà nó về. về. Đúng rồi, đúng rồi. Ồ, sợ tại sao bà không nói luôn là sao lại đi đâu mà đi qua đêm? Sao mình không dặn luôn ban đầu? Đi hai quên, đi lặp. Đúng không? Dạ, đúng Nếu rồi. bà dặn luôn hôm Bà đó. ý còn hỏi là như hai từ nào nó đi có qua đêm không vậy, nó đồng có việc này là đi qua đêm nó đi luôn, nó như hai ý như hai nó qua đêm chưa, nó đi cái này nó qua đêm rồi nó đi luôn á, chứ mấy bữa trước là nó đi rồi nó về, Bữa trước là đi lâu không bà? Đi thường đi cũng thường. 2 3 bữa về. Đi 2 3 bữa mới về. Đi qua suy trúc chơi rồi Chuyện về qua suy trúc á, suy trúc qua Bình Dương, suy Đi trúc 2 bữa, 2 3 bữa con hỏi rõ hơn này, đi 2 bữa
hai ba ngày về, là có nghĩa là bé đi xong hai ba ngày bé mới quay về đúng không ạ? Có nghĩa là đã từng đi khỏi nhà rồi. À. Đi khỏi nhà, đi mà đi về, có kỳ này đi là không về. Kỳ này mà đi cũng không được luôn. Để rồi chứ nhắn tin thôi. Những kỳ trước là bé đi 2 ngày, khoảng 2 ngày là bé có nhắn tin về nhà là con có, xin đi, à, đi đâu đi không? Ở lại thì cũng điện cũng xin bà nội ơi, bữa nay con ở lại nhà. Nhà là cháu của nhỏ này. Vậy là ở, ở chung đi qua đêm nhưng mà ở chung nhà ở người chung thân. Ở chung nhà cháu ruột. Dạ. Có gì mà không quan tâm gì, vậy em bạn gì? Là cái đấy mình có xác nhận được chưa? Có đúng không? Có. Bị gì nó điện rồi. Vậy cũng hỏi nhỏ Thảo ơi, Thư ở nhà con phải không? Nó nói dạ Thư ở nhà con. À chứ không phải đi bậy bạ đúng không? Dạ. Vậy là bà có biết là trước khi cháu của bà đi ấy, là đem theo những cái gì đi nữa không? Bà có nhớ được không? Điện thoại hay tiền hay vàng vòng không? Không biết cái đó gì không biết. Nó ngày nó xin gì có 100 ngàn thì nó nói bà nội cho con 100 ngàn thôi con đi chiều con về. Rồi rồi cũng móc túi cho nó 100 ngàn. Rồi nó nói hả chiều nay con về, không về thì sáng con về sớm. Đó qua bữa sau á. Bé không có về. Bé anh Thư rồi đi á là thường thường là đi học sáng mấy giờ đi mà chiều mấy giờ về bạn? Vì nó học gần sáng á thì đi em một... nó đưa cũng như nó đi học con tóc có 8 giờ nó xuống nó học. Rồi cái trưa nó rước về cho nó ăn cơm. Chiều cái giờ chiều đi học 5 giờ về nó đi đúng giờ nó có nào nó đi vậy trời. Dạ, rồi con cảm ơn bà nhé. Rồi xin phép chị gái nhé, chị có thể chị giới thiệu họ tên là gì? Tôi tên là Trần Thị Cẩm Tú. Dạ, chị là mẹ ha. Mẹ. Dạ. Rồi, khi nào ấy thì chị biết được thông tin là con gái mất tích? Thì nó đi chơi đó, đi chơi xong rồi cái bà nội nó em cũng đi làm. Rồi cái nó đi chơi xong rồi về cái nó xin bà nội nó đi. Bà nội nó cũng nói là nó xin tao, nó đi sinh nhật rồi nó đi hả, chiều nay nó về không kịp thì sáng nó về. Rồi cái nó sáng lại cái là bà nội nó điện cho nó không được, là điện thuê bao không à. Cái điện hoài không được, cái nó mở nguồn lên là nó nhắn tin. Nó nhắn tin không, cái lúc đó là từ đó tới giờ là nhắn tin xong cúp nguồn, nhắn tin xong cúp nguồn. Có là mình chưa kịp phản hồi là đã tắt rồi. Chưa kịp phản hồi là nó tắt rồi, nó mở nguồn lên là nó nhắn tin là nó tắt. Trước khi con chị bỏ đi xin đi ăn sinh nhật mà đi với bạn mất tích, thì con chị trước thời điểm đó có bao giờ ngỏ ý hoặc đã có thể nhắn gửi là con sẽ đi đâu xa không? Không. Không. Đi không có nói, không có nói gì. Dạ. Vậy là có nghĩa là con nhà anh chị là chưa bao giờ nhắn tin hoặc báo hoặc có dấu hiệu gì bất thường. Dạ. Theo chị nhận xét con chị có phải là cái dạng hư hỏng hay ngoan không? Theo chị không hư hỏng thì nó ngoan lắm. Cái này là nghe là ta đi ra đường ta dụ dỗ lừa đảo nó thôi. Cái tin nhắn nó nhắn về cũng kỳ ngộ lắm chứ không có phải như cái tin nhắn mà gửi trong cái điện thoại là không phải chữ viết của con mình. À, mà cái lời nói cũng là lời nói là nhắn về cũng không phải con mình từ nào giờ là không có xưng hô với mình vậy. Là bây giờ nó hồi đó từ nào là nó xưng hô với ông bà cha mẹ rồi cô chú gì là con không mà giờ nó nhắn tin về xin tôi không à. Vậy là có thể là không phải tin nhắn của con không phải này. Tin nhắn mà không phải cái chữ viết của con mình luôn. Dạ. Chị có nhớ rằng con chị trước khi đi ấy, là thường những ngày trước đây là trên người có tài sản gì không? Nên lúc đó là nó đi ấy, mua cho nó đồ bông với lại cộng dây với hai chiếc nhẫn. Tổng số là khoảng, nếu chị giá là khoảng bao nhiêu tiền chị? 6-7 triệu á. Dạ. Rồi trên người con chị trước khi đi này ấy, là có đem theo điện thoại không? Có, đi trong mình nó hai cái điện thoại. Hai điện thoại, điện thoại gì vậy chị? Điện cái điện thoại cô nó mới cho cái iPhone với cái gì mà gì mẹ không cái iPhone 6 vậy đó. iPhone này mà nhà mua cho nó cái đang xài, cô mua cho con cái nữa là hai cái, ôm thêm hai cái. Nó xài gì, xài hai cái luôn hả? Một mình đi ôm đi hai cái iPhone 12, mở một cái iPhone 12. À, vậy là một mình sử dụng hai điện thoại. Bây giờ không điện đồng gì. Nhưng mà theo chị ấy, là con chị dùng cái gì mà đến hai cái điện thoại? Con chỉ có dùng gì trên mạng cái điện thoại, cờ ái cũ hay là chơi cũ này, cái kiểu nó hình muốn hư á, rồi nó xin mua cái khác, rồi ở nhà không có tiền mua rồi cô của nó cho. Sao nó để cái cũ ở nhà đây mà nó cầm đi luôn hai cái vậy, hay là gắn hai sim? Có một sim hả? Nó đã gắn, nó xài có một sim hả? Hiện nay là con chị không gọi điện được về nhà mà chị không gọi được cho con chị, không nó gọi điện gì được hết. Chứ nó chỉ mở miệng là nó mở cái điện thoại lên rồi nó nhắn tin rồi cái nó tắt. Theo chị, con chị giờ đang đi chơi với bạn hay là yêu đương hay là bị dụ? Bị dụ. Em mình nghĩ là con mình bị dụ, bị lừa đảo. Cái hình này ấy, là mấy con chị bên ngoài đời nó có giống nhau không? Giống. Giống mà. Dạ. Ở trong thời gian vừa qua, anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận rất nhiều thông tin. Đặc biệt là nhiều câu chuyện này phải là vô cùng rất đau mà rất thương. Nhiều khi nhiều người, nhiều đứa bé, đứa trẻ giống này, con chị thậm chí nhỏ hơn, 12, 13 tuổi. Xin gia đình đi chơi và đi chơi với bạn và không hiểu lý do nào đó đi đến giờ phút này là sang Campuchia và sang Thái Lan luôn rồi. Nó vậy không? Đó, giờ phút này là không về được.
Còn có một số trường hợp khác đi được đến khi gia đình phát hiện được một thời gian thì giờ này bụng to có con. Anh em hiệp sĩ Bình Dương giải cứu rất nhiều trường hợp. Ở Bình Phước có, thành phố Hồ Chí Minh có, miền Tây có, Bình Dương có. Đó. Rất nhiều các thiếu nữ tuổi tuổi đời có 12, 13 tuổi rồi. Mà không hiểu lý do nào đó mà một số thanh niên khác trưởng thành dụ dỗ và quan hệ nhiều lần có con. Đến khi này gia đình mới phát hiện được. Mới đây nhất một cái câu chuyện, một bé Nhi ở tại Bình Phước. Đó, anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận được. Đó, về đây cầu cứu, anh em sẽ giúp. Và từ đây xuống Bình Phước đi hơn 100 km, anh em xuống tận nơi để giúp. Vì bé Nhi này bị một thanh niên 22 tuổi quen biết dụ dỗ và lừa đi chơi và lừa trở vào khách sạn mà quan hệ. Và từ lần đó về sau là quan hệ nhiều lần, thành quen. Mà đến khi gia đình phát hiện được là có con. Nên khi mà gia đình phát hiện được thì có con thì gia đình bên kia là người ta bỏ luôn. Đó thì anh em hướng dẫn làm đơn tố cáo, thương ngoan thì hiện nay đã lệnh bắt và khởi tố mà. Là mới đây, bắt khởi tố hôm 30 tháng 5 vừa rồi. Đó là nhiều, rất nhiều câu chuyện, còn rất nhiều. Đó, nhưng mà đến rất thế tiếc là bây giờ này, dù rằng khởi tố rồi. Thế nhưng mà bây giờ này gia đình phải chịu cái tổn hại vô cùng lớn. Vì con gái mới 14 tuổi mà hiện nay đã có con rồi. Đúng không ạ? Một thân hình rất nhỏ xíu bây giờ phải làm một mẹ, làm mẹ. Đó, rất tội. Mà người cha, gọi là người chồng, tương lai của mình hiện nay đang vào trong vòng lao lý. Thế vì vậy cho nên hy vọng là con gái chị đang ở đâu đó an toàn hoặc đi chơi bạn trai. Thì anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng thông tin đến nhanh nhất có thể. Nếu như 1-2 ngày tới biết được thông tin, hoặc các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin ở đâu thì liên hệ cho anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Bởi tất cả các hành vi, quan hệ hoặc cưỡng ép hoặc giam cầm con gái chị là đều vi phạm pháp luật. Vì con chị hiện nay là chưa đủ 16 tuổi, đang tuổi là trẻ em. Trên 16 tuổi là tuổi vị thành niên, nhưng mà đây con chị là đang tuổi trẻ em. Đó, đang được nhà nước mà bảo hộ, đó, công dân bảo hộ, ai cũng có quyền để bảo hộ những đứa trẻ này. Chính vì lý do như vậy là nếu như ai mà đang giam giữ, mà đang nhốt con gái anh chị mà không thả ra ngay lập tức, hoặc không tìm cách cho con gái anh chị về, anh em hiệp sĩ Bình Dương 1-2 ngày tới tìm ra thông tin thì người đó chắc chắn đã dính vào vòng pháp luật. Hôm nay anh chị về làm đơn, mình đã làm đơn thưa công an chưa? Có, làm đơn thưa công an. Làm đơn rồi đúng không? Rồi bây giờ anh chị làm đơn thưa công an rồi, anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ đăng hình ảnh, thông tin để truy tìm. Khi biết được con chị đi với ai, hoặc ai giam giữ, hoặc sống ở gia đình nhà ai, thì anh em hiệp sĩ Bình Dương tới đó để làm việc và có thể là bàn giao vụ việc cho cơ quan công an nếu như con chị không được thả về thì nhá. Rồi chị có điều nào chị muốn chia sẻ trên video này để hy vọng là con gái chị xem được, hoặc các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xem độ xem được để giúp chị chia sẻ nhiều hơn nữa để biết được thông tin con chị. Dạ mời chị. Chia sẻ nhờ tôi cũng tôi là mẹ cũng thương, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ để tìm kiếm con tôi dùng. Tại con tôi còn quá nhỏ quá khờ, nó ra đường nó chơi nghe lại bạn bè. Giờ thương ở đâu quá, con có về nhà với ba với mẹ với nội đi. Nhà ba mẹ với nội nhớ con, không ăn không ngủ được, bệnh hết trơn rồi. Còn ở đâu con thấy là nếu mà con thấy được thông tin này là con về với ba với mẹ với nội. Đây là câu chuyện là rất thương. Bởi những đứa trẻ này thậm chí là khôn nhưng chưa có ngoan, mà chưa có khéo, mà chưa có từng trải. Vì vậy nên bị một số thanh niên, thậm chí bị một số đối tượng lừa đảo trên mạng internet xin việc nhẹ lương cao, nhiều bé đã bị lừa bán vào các đường dây trung tâm xấu. Cái cơ hội trở về thì rất khó. Dạ mời anh có điều nào anh muốn chia sẻ cho con gái anh? Cảm ơn anh em liệt sĩ của anh Hải giúp tôi dùng con tôi về dùng, cảm ơn nhiều. Giờ tôi không biết nói gì hơn nữa. Cộng đồng mạng giúp đỡ, chia sẻ tiền con tôi. Cảm ơn. Thật con có coi được cái clip này thì con về đi. Thật rồi con. Thật sự là câu chuyện rất nghẹn lòng. Không ai mong muốn là sinh ra một người con luôn trưởng thành đến giờ phút này rồi, đúng không ạ? Thật rồi con yêu con hết. Hiện tại thì con cũng đắc nghe với mà nói như con. Mà nói như con nhớ con nhớ. Không ai ăn uống đi không ngủ nữa ngày gì trời. Sáng đi không có ngủ được. Nhà mập nó cũng hết rồi. Giờ ta con đi đâu về với mẹ đi. Nếu mà có thấy cái này con về giúp đỡ. Sáng đêm nào mà đậu ngủ yên á.
cũng hơi những chút xíu thức chạy đi lên nhà trên nó rút nhàn nhàn giá cầu nguyện ông bà tổ tiên hướng dẫn cháu nào về đêm nào như nói rất đêm im hơn đốt gì gì đốt không biết gì đốt ba vậy là như cảm ơn nghe nhỉ. Anh em gì cũng cảm ơn của anh Hải giúp đỡ giùm con. Hải là cái cháu ở đây cảm ơn nhiều luôn, cảm ơn nắng giúp cháu gì gì, cảm ơn cảnh có đồng mạng. Dạ. Thôi cuối video này cho con xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Hồng Dương và xin gửi lời chào và chúc sức khỏe toàn thể gia đình mình. Hy vọng trong thời gian tới sớm nhất có thể anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm ra thông tin chính thức con gái cũng như cháu gái của gia đình mình ở đâu, giúp con gái quay trở về đoàn tụ của gia đình. Bé Hiền cũng ngoan lắm, giỏi lắm, cũng ngoan hơn con nhiều lắm. Dù dù đi học mà dù dọn dẹp nhà cửa dù coi em út, nó đi dạo nhà có mặn được gì chứ. Dạ. Câu chuyện là thực sự rất thương rất buồn. Dạ. Quý video này cho phép công Trần Gina thay mặt đội hiệp sĩ Quan Điểm Dương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe toàn thể cô chú anh chị. Trong thời gian vừa qua, anh em hiệp sĩ Bình Dương giải cứu và giúp rất nhiều trường hợp, đặc biệt là mới đây nổi trên mạng xã hội là một số trường hợp đa cấp trá hình lừa đảo rất nhiều người, phải nói là rất cu lừa và nó vô cùng ngoạn mục, nhưng đến giờ phút này gọi là hết cách rồi. Đó, rất nhiều người hiện nay đã phải bỏ trốn, bỏ chạy. Đó. Tôi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn anh em. Hãy subscribe.